Vâng, em xưởng làm xe Tuấn Anh xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với xưởng em trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm ngày 30 tháng 5, cũng là cuối tháng rồi. Bên xưởng em lại tiếp tục review một chiếc xe min dọn về nguyên bản cho anh khách đến từ Hà Nam. Anh khách đến từ Đồng Văn, Hà Nam. Xe thì được bên xưởng em nhận dọn cho em, anh ấy với cái nhu cầu là dọn mới, thì chiếc này có biển số 26M17520. Chiếc xe này thì được bên nhà em dọn mới cho anh khách. Xe thì được bên khách nhà em mang xuống xưởng, và hôm nay bên xưởng em đã lên xong và chuẩn bị bàn giao về cho chủ nhân người em nó trong buổi chiều ngày hôm nay. Đấy, em sẽ đi chi tiết một vòng chiếc xe này cho anh em theo dõi cùng tham khảo, cũng như khách của em được biết là xe đã lên xong và chuẩn bị bàn giao về với chủ nhân của em nó. Thì anh em nào có nhu cầu thì xin liên hệ với em qua số điện thoại 0353 252 351 để tham khảo xe min và sim son bên xưởng em. Những chiếc xe bên xưởng em thì luôn luôn dọn mới cho anh em 100%. Thì với cái đơn giá nó chỉ dao động từ 20-25 triệu. Những xe mà anh em mang đến dọn nó chỉ 15-17 triệu thôi các bác nhé. Các bác đánh giá một chiếc xe mới full từ A đến Z như này để thẩm thấu làm sao bên xưởng em có giá cao thế. Các bác ngắm một em gái đẹp thì nó sẽ khác một cô gái nhan sắc cũng bình thường nha các bác nhé. Đấy, thôi em không đi chi tiết lòng vòng nữa, em sẽ đi chi tiết chiếc xe này cho anh em. Chiếc này với màu đỏ đã được lên điện bình IC Yamaha rồi. Xi nhan bên tay trái này, xi nhan bên tay phải này, phải sau này, trái sau này. Thì trước khi mà bên nhà em còi này, trước khi bên nhà em giao xe đều bàn giao và đều quay video cho khách, và cũng như đều lên những cái video để up lên cho anh em cùng tham khảo, để anh em được biết là bên xưởng em là một xưởng uy tín chuyên dọn min và sim son cho các anh chơi. Anh em có nhu cầu thì xin liên hệ nhé. Xe đã được lên điện bình IC Yamaha rồi các bác nhé. Chỉ đạp nhẹ chân là nổ thôi. Đấy, chiếc này chỉ nhẹ chân là nổ nhá. Đấy, hình thức thì phun từ con ốc đến bu lông các bác nhá. Đó, từ tay sách, zin, từ tất cả mọi thứ đều phun nha anh em nhé. Cô biết được xi mạng hoàn toàn, máy móc được đóng lại hoàn toàn nha các bác nhé. Vòng phun nhồi sinh nhật nhá. Đấy, đèn này đầy đủ cho anh em. Ba cốt này. Đó, khóa xăng chế thì bên nhà em phục hồi nhá. Bát cổ phốt bi vòng anh em chơi là cả một cái con bát cổ phốt bi vòng này, côn 81 này. Đấy, chiếc này thì chế zin này, khóa xăng mới này. Xe thì phun từ con ốc nhá anh em nhá. Đấy, từ chi tiết cho các bác cùng tham khảo nhá. Đấy, anh em có thể là theo dõi những cái xe bên xưởng em làm để đánh giá nhá. Đấy, yên thì là yên mút xương tây luôn nhá các bác nhá. Đấy, xe đã được lên điện bình rồi. Chỉ nhẹ phát nổ ngay. Các bác thấy chưa? Nhẹ chân ga là nổ. Con này biển 26M17520. Anh em có nhu cầu thì xin liên hệ với em nhé. Tất cả các nút đèn em thay mới cho khách hết luôn nhé. Đấy, vâng, em cũng xin kết thúc video tại đây để chuẩn bị bàn giao chiếc xe này về cho chủ nhân của em nó. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo của xưởng. Xin chào, hẹn gặp lại.